đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin, đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ lòng sông, rào rực sao hôm nay Bác vui vui hội toàn dân. Thành Đồng ơi sắc son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Chào tất cả các em học sinh khối lớp 7. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu nội dung bài ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra một tiết. Thì trước khi tìm hiểu nội dung bài ôn tập, thầy có dành một ít thời gian để hệ thống lại kiến thức ở bài 46. Tiết trước thầy đã có hướng dẫn chúng ta về nhà tự làm. Đây chính là nội dung của câu 1 và câu 2. Các em xem lại, em nào còn thiếu thì bổ sung, em nào sai thì chúng ta sửa lại. Đây là nội dung của câu 3. Rồi chúng ta sang bài mới là bài ôn tập. Thì ở nội dung bài ôn tập hôm nay thì có hai hình thức. Thứ nhất là thầy sẽ đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm. Thứ hai là các câu hỏi tự luận. Những câu hỏi này nó sẽ nằm từ các bài 35 đến bài 46. Thì ở đây thầy chỉ đưa ra câu hỏi thôi, thầy sẽ không đưa đáp án. Thì chúng ta dựa vào kiến thức từ bài 35 đến bài 46 để chúng ta làm được trả lời. Còn những câu hỏi nào mà chưa rõ thì khi vào học lại thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Lưu ý là chúng ta cần phải soạn trước nha. Đây là cái nội dung của trong tiết thì chúng ta phải cần phải dành thời gian để mà soạn trước. Để khi nào vào học lại thầy sẽ sửa cho chúng ta. Như vậy sẽ mau hơn và sẽ hiệu quả hơn trong quá trình học. Rồi, đầu tiên thì chúng ta đi vào phần trắc nghiệm. Thì phần trắc nghiệm ở đây có tất cả là 21 câu trắc nghiệm. Rồi, chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng câu một. Rồi, câu số 1 có nội dung như sau. Châu Mỹ có diện tích bao nhiêu? Đứng hàng thứ mấy trên thế giới? Ở đây có 4 đáp án, vậy chúng ta chỉ chọn duy nhất một đáp án chính xác nhất. Câu 2, Hoa Kỳ, Canada và Mexico là các quốc gia thuộc khu vực nào của châu Mỹ? Câu 3, dãy núi cao đồ sộ nhất Bắc Mỹ là dãy núi nào? Câu 4, dân số Bắc Mỹ có đặc điểm nào sau đây? Câu 5, nền nông nghiệp Bắc Mỹ có những hạn chế gì? Câu 6, trong cơ cấu GDP ở Bắc Mỹ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là lĩnh vực nào? Câu 7, Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ, NAFTA thành lập vào thời gian nào? Gồm các nước thành viên nào? Câu 8, khu vực Trung và Nam Mỹ là một không gian địa lý rộng lớn với diện tích là bao nhiêu? Câu 9, khu vực Trung và Nam Mỹ bao gồm những phần đất nào của châu Mỹ? Câu 10, dãy núi cao đồ sộ nhất Nam Mỹ là dãy núi nào?
Câu 11, đồng bằng rộng lớn nhất Nam Mỹ là đồng bằng nào? Câu 12, dân cư ở Trung và Nam Mỹ chủ yếu là người gì? Câu 13, nền nông nghiệp của các nước ở Trung và Nam Mỹ mang tính chất gì? Câu 14, cho biết 4 nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Trung và Nam Mỹ. Câu 15, khối thị trường Trung Mercosur thành lập vào thời gian nào? Những nước thành viên tham gia thành lập là những nước nào? Câu 16, yếu tố nào không đúng với đặc điểm khí hậu ở Bắc Mỹ? Thì ở đây thầy lưu ý chúng ta câu 16. Câu 16 thì có 4 đáp án, trong đó sẽ có 3 đáp án đúng và 1 đáp án không đúng. Thì thấy cái chúng ta dựa vào câu hỏi này thì chúng ta sẽ tìm cái đáp án không đúng để chúng ta lựa chọn. Câu 17, kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là kiểu khí hậu nào? Câu 18, dân cư Bắc Mỹ phân bố không đều, có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Tây và phía Đông chủ yếu là do ảnh hưởng của đặc điểm nào? Câu 19, khu vực Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa Mỹ Latin độc đáo là do sự kết hợp từ các dòng văn hóa nào? Câu 20, kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Nam Mỹ là kiểu khí hậu nào? Câu 21, Trung và Nam Mỹ có gần đầy đủ các kiểu khí hậu trên trái đất là do? Và đó là nội dung của 21 câu trắc nghiệm. Rồi chúng ta đi sang nội dung phần tự luận. Thì ở phần tự luận chúng ta có tất cả là 9 câu. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng câu một. Câu số 1 có nội dung như sau. Tại sao nói châu Mỹ là vùng đất của dân nhập cư, thành phần chủng tộc ở châu Mỹ đa dạng như thế nào? Câu 2, tại sao ở miền Bắc và phía Tây của Bắc Mỹ dân cư lại rất thưa thớt? Câu 3, vì sao Hoa Kỳ và Canada đã phát triển được một nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn? Câu 4, trình bày khái quát đặc điểm dân cư ở Trung và Nam Mỹ. Câu 5, tại sao đa số các quốc gia ở Trung và Nam Mỹ phải nhập khẩu lương thực và thực phẩm? Câu 6, tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amazon? Câu 7, phân biệt điểm khác nhau về nền nông nghiệp và công nghiệp giữa hai khu vực Bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ. Câu 8, quan sát hình, hãy trình bày đặc điểm địa hình Nam Mỹ. Câu 9, chúng ta quan sát hình, trình bày đặc điểm địa hình Bắc Mỹ. Thì ở phần trắc nghiệm cũng như ở phần tự luận thì những cái nội dung này chúng ta đã được tìm hiểu. Thì chúng ta phải cứ dựa vào kiến thức đã học từ bài 35 đến bài 46 để lần lượt trả lời. Và như thầy đã nói đó, những câu nào mà chúng ta chưa rõ hoặc là chúng ta trả lời chưa được thì khi vào học lại thì thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Chúc các em sẽ về nhà soạn tốt cái bài ôn tập hôm nay để kiểm tra một tiết sắp tới nó sẽ đạt hiệu quả cao. Chúc các em học tốt, chào tạm biệt các em.